Chào cả nhà, hôm nay là cúng thanh minh. Ngoài mộ của ông cố, bà cố, ông ngoại, bà ngoại, mẹ và cậu. Nhổ luôn cái cỏ nè. Tiến rót mấy ly nước, để ba ly nước chỗ mấy cậu. Tiến ta cắm nhang đi rồi đó con. Được. Còn nước mà xây tường chung quanh cũng trụ bức xe, nhưng mà để mà chị chính con có chuyện chết.
con gái của chị Chính á. Dạ. Cháu ngoại con 10 á, mà 6 tuổi mà. Em thôi thôi mình nói vậy, từ từ ta không có hen chị. Nhưng mà nhỏ gọn. Chị hôm nay anh gì đó, anh Nghiêm anh gì đó. À, anh Bảy Nghiêm. Tương lai cũng trong tiếng họ. Còn anh Sáu Thiền thì cũng bữa đó cũng làm thanh minh nữa, làm bên ngoại, ngoại là ngoại ngoại cậu 10 á nghe, chứ không phải là bên mọi người. Em tưởng đâu bên bây giờ hấp qua cho nhang dùm cho Chính nữa, Chính kia hấp nhang dùm cho Chính nữa, nhang dùm Chính một lần nữa tám thắt đó hả? Cái đá này nè nó đẹp mà mình để ngoài nắng chứ nó cũng thấy không đẹp đâu. Nực em nó nói tiếng xe tiền đẹp cái đẹp. Cái ròn này là nó bị khô, nó bị tróc cái nào em mà... chung thôi thì mua làm thì làm chứ cạnh chị Thái Minh người ta ông thôi không có được, ông đừng có làm một bảy ổng một cái nhà mà tôi nói cái nhà cũng xíu làm cho màu mã phải không năm vô ông thấy ông cũng thấy của mình nắng quá. Làm cái cột cái sắt tròn tròn vậy nha. Còn Sáu Thiền nó làm nó bình thản nó luôn, nó lấy hơi được sắt rồi cái mình ở ngoài cái nó sơn tĩnh điện xong mình về mình sơn lại, mình sơn một lớp nữa để làm để cho này nó không có bị rỉ sét hả? Thì đến lâu chút. Nó lâu cái là sơn tĩnh điện một thời gian á, mỏng lắm. Thời gian cái mình của chú có ăn ngoài luôn á. Hình như trồng chuối cái bên phía này nó mát hả vậy ta? Che. Hồi đó cái này là ba trồng thuốc này. Mập ghê cái chuối bự. Bao nhiêu công ruộng thì ba đem về sân năm thấy không? Khuya cái ba dậy ba ngồi ba lựa, ba chả cái nào một thêm một cái nào một chưa được để bên. Trời ơi, đúng vô ông nội. Ôi lá chuối khô nhiều quá. Lá chuối khô nhiều quá. Ôi cây mai này nắng quá, cái mưa cái nó ra nụ tiếp nè, nhiều chưa? Ôi nụ nhiều quá, đẹp quá. Ra nụ mai lại nè. Có trong cái bịch đó có củ nghệ, sao trồng củ nghệ đi. Có nghệ rồi, nghệ tàu, nghệ đen nữa. Trời ơi, nghệ đỏ tươi vậy đó. Tươi vậy đó. Có phải nghệ vàng không á, ở đây cái nghệ vàng cái thì nghệ tàu mình hồi xưa giờ đó. Ờ nghệ vàng cũng ngon này, vậy đỏ ngon vậy đó. Nghệ đỏ. Ủa có nghệ đỏ nữa hả? Ngon lắm, sao trồng nó đỏ tươi à. Rồi lên. Trọt bắp chuối. Ờ trồng nghệ. Ôi ôi ôi. Bự hốc ha. Trời ơi, bữa hôm cái bắp chuối trong cổng kìa còn dữ hơn đó chú. Buồn. Hai cái bắp chuối trong cái hàng đó. Dạ, rồi cái nào mà anh gọt anh ép